vậy đúng không? Chê trong xuồng đấy vậy. Đấy, ngài muốn bọc cái miên tăng môn này. Bởi đang bọc cái mỗi ngày dùng chi tập chi tiền bạc. Admin nhẹ này này. Nhẹ đây bởi học viên bọc hai bạn nâng nhẹ đằng chưa chứ đâu. Nâng bọc phê chất lứ ở đây bọc bọc phê là gì? Chất lứ trong giấy là mẹ đã chất lứ ăn hút lưu mẹn tê này bởi mong phạm chất bọc mùi nè. Hay chắc nhưng mà mẹ lại định lỗi gì rồi anh ạ? Lại định lỗi cái cây nó ngồi về kịch bị ẩm tô khi ba ạ. Ồ. Tập về dân viên kia nè. Vì kịch bị ba mó nhóm miên an vai ghế. Vì ba bị tô khi nó mó một bụng. Tô nhóm này luôn này. Vẫn là về luôn này để phong mắng chạy. Ồ. À, để chạy nhiều chạy. Rồi trong màn phòng na lươn ba lươn mới thọt na. Lươn là ngày chạy về lươn. Để lươn này, dương lươn này ạ. À bảo ăn lươn mèn. Vì chạy vô toàn. Chạy ngóp thì lươn phòng na đấy. Chạy văn mạng. Chạy gì? Chạy thống bọc con chạy tròn chưa cái vừa tròn và chạy một bọc như bọc khoảng một phải bọc cả ba đi em rồi đâu chưa mang người ta khó biết rồi bọc ngon về rốt mỏi bọc tròn mỏ bọc tròn bọc về rốt pin tiền ngô mỏ này năng ngày pin tiền vì hàng chơi ngô trong như là bằng điện nên mới đi ăn ban mới để mua việc bằng tô bằng tô khi mua bằng tô để đi vào đây nhung cả nói chuyện la nói riêng khơi nói tay ăn chạm vào rong thằng gì ai nhóm đang pin năng miên ấy à pin mua được chưa tôi chả tập pin luôn hay ăn ấy kì hay hay nhưng tăng vì ngày bọc cái mà ăn ngày ấy bị sập đáy sập na năng biệt tết này biệt tết ta lâu riêng còn chia này năng là đi thu ấy bay chờ này mua những chi ăn lâu những lấy chi tôi là thứ ca ca đây đây ca còn na lâu gì luôn ca rút na miên na cái mực khơi hay hay năng buồn đi tôi bay dương chi lươn có trâu ruột nặng, chi dứt là trâu ruột nặng đấy. Ruột ấy dân chi dứt. Cái bên là không biết chắc vì vì anh đang làm được gì không? Chi một tôi cái dứt từng một đường mới với bọc hàng. Dù có bị chi mất thẹn thẹn chưa nhá? Thẹn chưa mà anh chắc đi nhì nhòa nó bị thẹn ai để lại tiên. Khơi nó là khơi dân chi dứt để chẳng. Hay đòi dân chi lớn được ruột nặng cho môi đường sạt. Sạt cứ miên tăng ấy đôi chân nặng tăng là chló cù bắn bạch đi. Bắn nhầm ngon mình rôm tròn vậy. Cú cái chóm á sắt đôi chị sky đôi chị ai bạn cái chóm cơ đi cho mày chóm bạn và đặt trung cơ đặt trung bạn cho mày chóm khinh sky nó rung chạm mày bị chóm chóm na đặt trung rồi chóm đặt trung lâu đặt chóm này giờ đó chóm cái sky á chóm này tăng và có cái cửa đó chóm này mình hát sắt ấy cứ ở đó chóm ở chóm đặt cú và lại còn xong từ nông po riêng này chấm sky còn xong bà thân thì ai chứ bạn chậm tê bà thân chậm trán rồi anh tô năng tô ấy là tô còn tụt lên bên lâu pi của nhóm ruột nè mà đo hơi sky rút bóc ấy nhóm mẹ bóc sky nè từ lâu nâng đi tiền cái vì tha và cá chục năm lúc nằm nâng món á bên một chục năm nâng món cứ mà nước cột cột đập off kiện trán ruột nặng lại ra sạt chân dương trâu bị giặt dây nó off kiện đường sạt nâng cứ ăn đằng tì bàn tay ăn miếng thì ăn miếng chuyện là sạt đấy chị ở đây chỉ lúc sạt mà sạt ruột nặng phải ra sạt chỗ thấy sạt cho ra nó cứ kì tôi chia ở kia ho sạt chỗ nè sạt chỗ nè nhưng mưa cứ như loài chọc là nhưng lo bài ho bốc bốc lên phăng bốc lên phăng nhung rì cốt nhung đằng này nhung rì chạy nhung hàng lâu nó hàng nào hơi nhung ban nhung chụp ra đây đây gần nào hộp áo hộp ấy rồi nó về bán chẳng nó ngay bong bô nó đi à phần nhung xôm nó bô muối tiền đánh khai nó chỉ khai liền họ muốn dùng bà miền côn tôi nhưng trâu phải chặt dây nó khó nia trâu phải chặt nó khó nia mình thả kê mình thả nhông mình thả rút bò muốn này mình thả con kê rồi con khi nhông kê con khi nhông trâu phải chặt dây nó khó nia và bà hơi xôm ở bà muốn vui bệnh sạc rep và nên rút bình tăng rút bình tăng nó khó nia phong bà muốn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.